Thân mến, chào mừng các bạn. Chúng ta tiếp tục trở lại kênh Mr. Lonely Lesson. Chúng ta đến với phần 3 của cái đề thi học kỳ 1 lần này của chương trình tiếng Anh lớp 9 sách giáo khoa mới này các bạn ha. Chúng ta sẽ đến với câu 26 như thầy đã nói. Phần 3 bắt đầu từ câu này. Câu 26 các bạn đón nghe được chưa? À, câu 26. Một cụm từ quá quen thuộc trong giao tiếp tiếng Anh. By far. À, vậy thì by far này là gì? Cho đến tận bây giờ, Minh vẫn là học sinh thành công nhất trong lớp học của tôi. Đó, vậy thôi. Cái cụm từ đó như vậy. 27. 27 các bạn đón nghĩa. Rồi. 27 nhìn thấy quá dễ rồi. Đây là thành phố đang phát triển. Phát triển như nào? Nhất này, trong khu vực. The fastest. Phát triển nhất trong khu vực luôn các bạn. Ok, A luôn. 28. 28 các bạn đón nghĩa đây. À, 28 á. Câu 28 nó liên quan mối quan hệ giữa. Đây là một câu khó. Thầy thì câu nào khó thầy dừng lại lâu một xíu. Nó là mối quan hệ giữa thì quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành. Và chương trình tiếng Anh lớp 10, 11, 12 thầy giảng cho các anh chị nhiều rồi. Thì sau này các bạn lên các bạn gặp lại nữa. Nhưng bây giờ lớp 9 khi các bạn gặp câu này thì thầy giảng các bạn hiểu được bản chất nó thì các bạn có mở rộng thêm kiến thức. Chứ câu này là khó rồi nha. Thầy chọn A rồi thầy giải thích cho các bạn này. Mối quan hệ giữa thì quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành này. Sau khi tôi ăn trưa, tôi đi đến cái làng đá Cẩm Thạch Non Nước để mua một vài cái đồ lưu niệm. Rồi, các bạn có nhận ra hai cái hành động chưa? Hai cái hành động diễn ra trong quá khứ. Hành động ăn trưa và hành động đi đến làng đá Cẩm Thạch Non Nước. Các bạn nhớ cho thầy một câu rất quan trọng này. Sau này các bạn sẽ thi tốt nghiệp 12 các bạn vẫn gặp. Và thậm chí tốt nghiệp lớp 9 lên lớp 10 các bạn vẫn gặp. Các bạn nhớ kỹ này nha. Hai hành động diễn ra trong quá khứ. Hành động nào diễn ra trước thì hành động đó được viết ở thì quá khứ hoàn thành. Hành động diễn ra sau viết ở quá khứ đơn. Hành động ăn trưa trước hay sau? Trước, đúng không? Hành động đi đến làng đá Cẩm Thạch là hành động sau. Hành động ăn trưa là hành động trước cho nên viết quá khứ hoàn thành. Các bạn thấy quá khứ hoàn thành chưa? Và hành động đi đến non nước, quá khứ đơn. Vậy thì tại sao chúng ta dùng after chỗ này là người ta đã viết đúng cái thì rồi nè. Đúng hai hành động là ở hai thì rồi. Thì hành động diễn ra trước. Thì phải sau khi ăn trưa. Sau khi ăn trưa thì mới đi. Đúng không? Sau khi ăn trưa rồi mới đi. Câu này khó các bạn nha. Nhớ nếu bạn nào không nắm được bản chất hai thì này thì rất là dễ lộn. 29. 29 các bạn đoán nghĩa và đoán được chưa? Rồi. 29 thầy chọn cho D cho các bạn. Thầy đoán D. Và thầy giải thích. Chọn cái từ đồng nghĩa với từ này. Tôi nghi ngờ rằng bạn không thể hiểu được cái hoàn cảnh của cô ta và giúp đỡ cô ta để cho cô ta cảm thấy tốt hơn. Suspect bằng với từ doubt giống nhau. 30 các bạn đón nghĩa đi. 30 là D luôn. Đây, liên quan đến mệnh đề wish. Nếu như trong chương trình tiếng Anh lớp 8 thầy giảng cho các bạn rất kỹ rồi. Thì bây giờ lên lớp 9 thầy nói nhanh thôi. Mệnh đề wish đây ở mệnh đề wish ở hiện tại. Thì mệnh đề chính viết lùi về một thì thành quá khứ. Could, quá khứ của can. Can, could. Tôi ắt hẳn là một nó nè, nó chứ không phải tôi. Nó ắt hẳn là một cái chuyến đi không thể tin nổi bằng cái gì các bạn? Bằng cái giống như là người ta gọi là cái xe trực tiếp mà do con chó kéo đó các bạn. Đó, nó ắt hẳn là một chuyến đi không thể tin nổi bởi những cái con chó kéo này. Xe trực tiếp bởi con chó kéo này. Và tôi ước ao, tôi mong rằng tôi có thể làm điều đó. Tôi làm nó. Ok. Đó là 5 câu đầu tiên. Bây giờ chúng ta đến với 5 câu cuối cùng. 31 đến 35. Liên quan đến phần đục lỗ. Đó các bạn nha. Đây, thầy đưa để các bạn từ câu 31 đến câu 35. Và thầy sẽ điền vô luôn cho các bạn. Rồi sau đó thầy dịch, thầy giải nghĩa cho các bạn luôn. Câu 31 các bạn chọn C.
Câu 32 các bạn chọn C. Câu 33 các bạn chọn B. Câu 34 các bạn chọn D. Và cuối cùng 35 các bạn chọn A. Rồi, bây giờ thầy dịch các bạn hiểu ngay luôn. Tại sao chọn từ đó? Đây là tính từ nha. Đây tính từ, đây danh từ, đây giới từ, đây tính từ. Sau một bữa ăn sáng hoành tráng, ăn sáng nhiều á, tại một nhà hàng ở Quy Nhơn, bạn sẽ được chở đi đến cái gì? Đến Huế, Huế lịch sử. Huế lịch sử có nghĩa gì? Huế mang nhiều dấu ấn lịch sử, mang nhiều di tích lịch sử đó. Được chưa? Tính từ chỗ này. Cái nơi mà sẽ phục được phục vụ như là một cái gì? Nơi là Huế đó. Được xem như á, các bạn. Đó. Các bạn để ý này. Tại sao thầy quay trở lại chỗ này một tí? Tại sao thầy cũng không dùng cái tính từ này mà thầy dùng cái tính từ này? Cái tính từ này á, nó có nghĩa là gì? Mang tính lịch sử. Còn cái tính từ này á, nó còn cái hàm nghĩa của nó nữa là nổi tiếng trong lịch sử nữa các bạn. Nó còn cái nghĩa nổi tiếng trong lịch sử nữa. Huế nổi tiếng về mặt lịch sử cũng như trong lịch sử đó các bạn. Cho nên chúng ta phải cân nhắc dùng cái từ này là như vậy. Được chưa? Đó, là như thế. Rồi, cái nơi đó mà nó phục vụ như là gì các bạn? Thủ đô, thủ phủ của các hoàng đế. Thủ phủ của hoàng đế. Imperial. Đây, Imperial đây. Hoàng đế. Rồi. Của Việt Nam trong suốt thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ 20. Thế kỷ 20. Bạn sẽ di chuyển đến phía bắc hướng Đà Nẵng. Bạn sẽ phía bắc Đà Nẵng này để thăm viện bảo tàng của người Chăm. Bảo tàng người Chăm. Đó, viện bảo tàng đó là cái ngôi nhà gì? Viện bảo tàng người ta biệt danh đó là ngôi nhà lớn gì? Ba ba. Bộ sưu tập đó. Ngôi nhà của cái bộ sưu tập lớn nhất về những cái giống như là những cái người ta gọi là những cái thầy biết cái từ này nhưng mà thầy diễn đạt ra tiếng Việt cho các bạn dễ hiểu, giống như những cái gì ta điêu khắc à, đúng rồi, thầy hiểu từ này, thầy đọc thầy hiểu, thầy không bao giờ dịch sang tiếng Việt nữa, nhưng khi giảng cho các bạn thầy phải dịch ra thôi, nhưng khi thầy đọc là thầy hiểu liền, thầy không cần phải nói sang tiếng Việt nữa. Những cái công trình kiến, những cái công trình điêu khắc, những cái tác phẩm điêu khắc của người Chăm đó các bạn ở Việt Nam, được chưa? Và các bạn tiếp tục đi đến Huế và ngừng lại cái gì? Ngừng lại tại một cái gì? Tại một cái ngọn núi đá cẩm thạch gì? Nhìn đẹp lạ thường các bạn, tốt đẹp lạ thường đó. Đó. Và bãi biển non nước. Con đường bắt đầu sao? Nổi gió. Đó. Con đường bắt đầu nổi gió. Khi có người là bạn leo lên á, bạn bắt đầu khi bạn bắt đầu cái chuyến đi của bạn này, chuyến đi của bạn leo lên cái gì? 35 đèo Hải Vân. Từ cuối cùng này. Đây. Kỳ Vĩ các bạn. Kỳ Vĩ. Đó. Đèo Hải Vân đẹp lộng lẫy, Kỳ Vĩ. Đó. Và ngừng lại tại đỉnh cao nhất của cái đèo đó để chiêm ngưỡng cái cảnh đẹp của bãi biển Lăng Cô, đẹp lộng lẫy luôn. Hai từ này giống nhau nó nghĩa luôn nè, kỳ vĩ lộng lẫy luôn nè, stunning nè và spectacular nè. Đó, hai từ này giống nhau cho nên là chúng ta đều hiểu cái nghĩa là lộng lẫy, kỳ vĩ, rất là đẹp đẽ đó các bạn. Và câu 35 các bạn chọn cái từ này là diễn tả cái đèo Hải Vân đẹp lộng lẫy, đẹp kỳ vĩ các bạn ha. Đó. Và đến câu 35 này nó cũng là kết thúc của cái đề thi của chúng ta ngày hôm nay luôn đó các bạn. Cái đề thi thứ nhất này của thi học kỳ 1 tiếng Anh lớp 9 này. Và hy vọng mong các bạn nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để các bạn đón nhận thêm nhiều video hay, và hẹn các bạn video tiếp theo để chúng ta sẽ gặp nhau ở những video khác, ở những nội dung khác các bạn ha. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân.